Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại video tiếp theo của mình mọi người nhá. Đây, hôm nay mình vào làm chòi kinh tế mọi người ạ. Nói đùa với mọi người thôi. Đang mình làm chòi để chuẩn bị gặt này. Chuẩn bị gặt lúa mọi người nhá. Đấy, lúa chín rồi. Mọi người nhớ đón xem và đăng ký kênh của mình nhá. Đây là người Thái làm chòi mọi người ạ. Đây mọi người, hiện tại lên khung đây rồi, chuẩn bị lợp thôi. Treo hoài về. Đấy, giờ bắt đầu lợp mọi người ơi. Lợp bằng lá cọ nhá. Đây. Náo mới lớp khỏe tột phá. Thế là lượp xong mọi người ơi. Đây. Đấy. Ôi bây giờ mình quay về nhá mọi người nhá. Đây. Mình khoa lấy lá đắng nhá. Về nấu với lòng gà nhá mọi người nhá. Đây mọi người, gà siêu to đây. Hôm nay làm món canh đắng mọi người nhá. Đấy. Món canh đắng với nấu với gừng mọi người ạ. Lòng thì nấu canh đắng. Đây. Mình bây giờ mình cắt tiết mọi người nhá. Cầm
ta cần luộc gà. Chuẩn bị bữa tối hôm nay làm chòi xong. Đây là anh cu sóc nhà mình. Gà nuôi 3 năm siêu ngon. Đây các bạn này. Đấy. Gà đặc biệt luôn. Đùi này. Sướng chưa? Củ cánh nó mẻ cho mọi người nhá. Nó mẻ lá chanh. Con này phải 3 cân 3 cân rưỡi. Đây mời mọi người ăn cơm nhá. Cơm thần thánh. Có mấy anh em bố con. Chào mọi người nhá. Hôm nay mẹ bố với các con làm xong cái chòi. Làm xong chòi kinh tế. Ôi mời mọi người nha. Sóc quấy, sóc à. À đi. Ôi mình xin phép kết thúc video này mọi người nhá. Đang ăn uống thì không tiện quay mấy.